Thưa quý vị, thực hiện chương trình Chung tay vì sức khỏe cộng đồng, Đoàn trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Côn Đảo. Các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành thăm khám, tư vấn các bệnh về tim mạch, xương khớp, tiểu đường cho người dân huyện Côn Đảo, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp tự chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng tránh một số bệnh thường gặp. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã trao tặng 5 phần quà cho các gia đình chính sách, 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 5 tủ thuốc cho đơn vị Đại đội Pháo binh 8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo.